Công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hải Mỹ ngày càng phát triển, đời sống của anh chị em công nhân ngày càng được nâng cao. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể anh chị em thân mến, để phát triển phong trào ca hát văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công ty, được sự quan tâm đồng ý của Đảng ủy công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hải Mỹ và căn cứ vào tình hình sản xuất của công ty, hôm nay Ban chấp hành công đoàn và thanh niên công ty tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của lãnh đạo công ty đến toàn thể anh chị em công nhân trong công ty, nhằm giúp cho anh chị em có cơ hội giao lưu thư giãn vui vẻ sau những thời gian lao động vất vả và cả áp lực về công việc. Qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn toàn thể cán bộ, anh chị em công nhân trong công ty không ngừng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng công ty ngày càng phát triển hùng mạnh, uy tín để trở thành đơn vị cầu đầu trong lĩnh vực sản xuất giày thể thao xuất khẩu, không chỉ riêng tỉnh Vĩnh Phúc mà còn trên bình diện quốc gia. Đến dự chương trình vui Tết Trung thu 2017 hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện có mặt của các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tư Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối, Bí thư Đoàn thanh niên công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Về phía lãnh đạo công ty, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn công ty. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Vui, Phó Giám đốc công ty. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí là trưởng các phòng ban, phân xưởng, các cán bộ chuyên gia đang làm việc tại công ty, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Vui lên khai mạc chương trình. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên chi nhánh Tam Dương Vĩnh Phúc. Xin chào tất cả các đồng chí chuyên gia người Đài Loan Trung Quốc đang làm việc tại công ty Quản Sa Hảo Bình Vân. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban lãnh đạo công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên chi nhánh Tam Dương đang có mặt buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa anh chị, mặc dù chi nhánh công ty Tam Dương mới được thành lập và đi vào hoạt động khoảng 2 năm nay, cũng còn nhiều rất vất vả và khó khăn, đơn hàng chưa ổn định, đời sống anh em cũng chưa được nâng cao. Nhưng với cương vị và lãnh đạo công ty cũng như là công ty luôn luôn coi chi anh em là những tài sản quý báu của công ty. Do vậy, anh em lãnh đạo công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên luôn luôn tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất tới đời sống anh chị em công nhân, đặc biệt về tinh thần đối với anh chị em công nhân của công ty. Và mặc dù tình hình như vậy, nhưng mà mỗi năm công ty cố gắng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho anh em chị em cán bộ nhân viên. Và hôm nay chuẩn bị đón Tết Trung thu, thay mặt lãnh đạo công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên, trước hết xin được cảm ơn trân trọng nhất, sâu sắc nhất tới toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty trong suốt thời gian qua đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thương hiệu công ty ngày càng phát triển hơn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta chuẩn bị đón Trung thu năm 2017, thay mặt lãnh đạo công ty xin được cảm ơn sự có mặt hiện diện của tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên chi nhánh Tam Dương, và đặc biệt là xin được cảm ơn tất cả các cháu nhỏ đã đến trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe và có một năm học mới thật sự được đem nhiều thành tích tốt nhất cho ông bà bố mẹ của mình. Vâng, và ngay sau đây, thay mặt cho lãnh đạo công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên, tôi xin được long trọng tuyên bố khai mạc vui Tết Trung thu 2017 năm tại công ty cổ phần Giấy Vĩnh Yên chi nhánh Tam Dương năm 2017 bắt đầu. Vâng, thưa anh chị,
trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình văn nghệ và quyết thăm trúng thưởng. Và rất hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, sau khi chúng ta thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất do chính những người đồng nghiệp của mình, những người anh em của mình ngày cùng mình sản xuất dưới phân xưởng, nhưng hôm nay người ta lên đây sẽ với một cương vị khác, đó là họ là những nghệ sĩ sẽ được biểu diễn trên khấu và cuối chương trình. Rất hy vọng những phần thưởng có giá trị trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được cấp toàn thể các anh chị may mắn di về nhà mình để đón Tết Trung Thu thật vui vẻ. Và lời cuối cùng, xin một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất tới anh chị em, và xin cảm ơn, chúc anh chị em trong buổi tối hôm nay thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Xuân Vui. Kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Mở đầu là phần thi văn nghệ giữa các phân xưởng, và phần sau sẽ là chương trình rút thăm trúng thưởng với rất nhiều phần thưởng, phần quà, giải thưởng có giá trị. Hy vọng rằng sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của công ty, sẽ có rất nhiều anh chị em công nhân dành được các phần quà về gia đình để cùng gia đình vui Tết Trung Thu 2017 thật đầm ấm và tràn đầy niềm vui. Và trong thời gian văn nghệ, những người đang có mặt tại chương trình sẽ cho lá phiếu của mình vào trong hòm phiếu rút thăm của chúng tôi đây để có cơ hội trở thành khán giả may mắn. Và khi kết thúc chương trình văn nghệ, ban tổ chức chúng tôi sẽ dừng nhận phiếu. Trẻ trung đúng với tinh thần thanh niên, tinh thần của tuổi trẻ công ty. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu vào chương trình văn nghệ, xin mời quý vị các bạn đến với tiết mục giao lưu mở màn của đoàn thanh niên với các khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng qua phần thể hiện của Quang Minh, Chu Hải. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.
ơn, xin cảm ơn phần ca khúc mở màn trong dịp hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong bất cứ cuộc thi nào cũng không thể thiếu một thành phần hết sức quan trọng, đó là ban giám khảo, và chính là những người công tâm, khách quan, đưa ra những nhận xét, đánh giá, chọn ra tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Và tôi xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. Giám khảo Nguyễn Minh Thuận, biên đạo múa, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Passion Dance Vĩnh Phúc. Giám khảo Kim Thanh Hải, nguyên trưởng khoa thanh nhạc và múa, trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Mời ban giám khảo lên ra mắt chương trình và nhận hoa của chương trình. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng tổ chức hành chính, chủ tịch công đoàn lên tặng hoa cho ban giám khảo ạ. Lời đầu tiên cho phép tiên Việt được gửi tới quý vị, toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể anh chị em công nhân viên trong công ty cổ phần Dày Vĩnh Yên một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Vâng, để tiếp nối chương trình ca nhạc của tối ngày hôm nay, tiên Việt xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bài hát mang tên Màu Hoa Đỏ. Oh,
được dù chạy đâu.